Amanda Nguyễn, 30 tuổi, hiện đang là một hiện tượng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, trở thành một nhân vật truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới. Cô gái trẻ này là người gốc Việt duy nhất cho đến nay được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2019. Amanda cũng lọt vào danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng tương lai toàn cầu. Bên cạnh đó, cô gái gốc Việt có mặt trong danh sách 30 nhân vật xuất chúng dưới 30 tuổi, một trong nhân vật đối ngoại xuất chúng, được trao giải Nelson Mandela, giải lãnh đạo thế giới, giải phụ nữ trẻ, cùng nhiều giải thưởng vinh dự khác. Ít ai biết rằng, để có được những thành tựu đáng ngưỡng mộ như ngày hôm nay, Amanda đã phải nỗ lực hết mình, biến đau thương trở thành sức mạnh để thay đổi thế giới theo hướng tốt đẹp hơn. 9X tài năng gốc Việt. Amanda sinh năm 1991 và ngay từ nhỏ đã thể hiện mình là một đứa trẻ có tố chất thông minh, luôn cố gắng đến cùng để làm những việc mình thích và có lối suy nghĩ khác với mọi người. Thời tiểu học, Amanda đã bộc lộ rất sớm khả năng lãnh đạo và thích hướng ngoại của mình. Khi ngồi trên ghế nhà trường, Amanda đã mạnh dạn tự tin phát biểu trước đám đông và đảm nhận nhiều vai trò trong trường học. Cô gái trẻ cũng từng tham gia rất nhiều các công tác thiện nguyện. Với Amanda, việc tham gia các hoạt động tình nguyện có thể giúp cô tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và giúp đỡ mọi người nhiều hơn. Amanda tốt nghiệp thủ khoa trường học Centennial, Corona, California năm 2009. Hầu hết các trường đại học nổi tiếng như Harvard, Stanford, UCLA, Berkeley, UPenn đều mong đợi cô vào nhập học. Cuối cùng, cô gái trẻ tài giỏi đã chọn ngôi trường bấy lâu cô ao ước, Đại học Harvard. Trong thời gian học Harvard, Amanda là một sinh viên xuất sắc và đa năng trong học tập, sáng tạo và xây dựng nhiều công trình nghiên cứu ấn tượng. Năm 19 tuổi, cô đi tình nguyện ở Bangladesh, một đất nước nghèo đói xa xôi. Tại đây, Amanda đã cùng người dân ra đồng làm việc, giúp đỡ những người phụ nữ không có tiếng nói ở đây. Amanda cũng sáng lập ra viện mồ côi Quema tại Kenya, châu Phi. Đặc biệt, trong khi đang học đại học, cô gái xinh đẹp này đã được chọn làm thực tập viên tại Nhà Trắng. Amanda cho biết, dù có hứng thú với chính trị, nhưng mơ ước lớn nhất của cô vẫn là trở thành nhà du hành vũ trụ. Từ bé, tôi đã cảm thấy kinh ngạc với vẻ đẹp của bầu trời đêm. Nó vừa khiêm tốn, vừa vĩ đại. Đứng trước sự kỳ diệu ấy, tôi nhận ra bản thân thật nhỏ bé, chỉ là cái nháy mắt của vũ trụ, Amanda chia sẻ. Amanda từng đăng ký làm thực tập sinh tại cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, NASA, và làm việc cho Học viện Vũ trụ Smithsonian. Mong ước của cô dường như đã có thể nhanh chóng trở thành hiện thực nếu như không có một sự cố tồi tệ xảy ra vào năm 2013. Viết lại luật pháp nước Mỹ. Năm 2013, khi đang là sinh viên Đại học Harvard, Amanda Nguyễn đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công tình dục vào năm 22 tuổi. Sau vụ việc kinh hoàng, cô gái đã đến bệnh viện để làm xét nghiệm, trình các bằng chứng y tế để có thể truy tố tội phạm tấn công tình dục. Sau khi trình báo, cô mới vỡ lẽ, những bằng chứng đó có thể bị giới hữu trách hủy bỏ sau 6 tháng nếu nạn nhân không nộp đơn gia hạn, ngay cả khi thời hạn truy tố loại tội phạm tấn công tình dục là 15 năm. Sau vài lần gia hạn và gặp rất nhiều khó khăn để theo dõi bằng chứng của mình, Amanda Nguyễn quyết định nghiên cứu những luật lệ chi phối các chính quyền tiểu bang khi giải quyết cáo buộc tấn công tình dục. Cô lên danh sách hơn 20 quyền lợi mà những người bị xâm hại tình dục có trong nhiều bang và thấy rằng mức độ bảo vệ rất khác nhau. Điều tệ hại nhất đã xảy ra cho tôi không phải là bị tấn công tình dục mà là bị phản bội bởi một hệ thống tư pháp hình sự khiếm khuyết. Tôi nhận ra rằng tôi chỉ có một sự chọn lựa, hoặc chấp nhận sự bất công đó hoặc viết lại luật. Và tôi đã viết lại luật, Amanda Nguyễn nói chắc giọng. Nhận thấy sự bất cập trong luật pháp hiện hành, Amanda đã quyết định thực hiện một ý tưởng đầy táo bạo, đó là viết lại luật pháp Mỹ. Cô gái gốc Việt cho hay, công việc áp lực của một phi hành gia rất hữu ích cho cô khi làm việc với các nghệ sĩ về dự luật tấn công tình dục, giúp cô kiên nhẫn và lạc quan. Cô đã nỗ lực soạn thảo dự luật bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân bị xâm hại tình dục, trong đó bao gồm các luật lệ và thủ tục nhất quán để truy tố tội phạm tấn công tình dục. Mục đích để đảm bảo rằng những người rơi vào trường hợp giống như cô sẽ biết dùng các quyền căn bản của họ và để bảo vệ bằng chứng không bị hủy trước thời hạn. Dự luật này cũng nhằm tạo ra nhiều thay đổi cần thiết đối với quy trình trình báo tấn công tình dục ở Mỹ, đảm bảo cho các nạn nhân cảm thấy an toàn và được lắng nghe khi họ công khai về vụ việc của mình. Sau nhiều lần đi vận động, dự luật của Amanda đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân và được Quốc hội Mỹ nhất trí thông qua. Tháng 10 năm 2016, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký quyết định thực hiện dự luật của Amanda sau khi được Quốc hội chấp nhận. Theo luật mới, nạn nhân của các vụ tấn công tình dục được thông báo 60 ngày trước khi hồ sơ, chứng cứ bị hủy. Các nạn nhân cũng được trợ giúp pháp lý dễ dàng hơn, tiếp cận với các dịch vụ tư vấn và thông tin rõ ràng liên quan đến quy trình pháp lý. Sau khi được chấp nhận, bộ luật đã nhận được phản ứng tích cực từ các cá nhân, tổ chức, cơ quan lập pháp. Amanda đã ghi tên mình là người gốc Việt duy nhất soạn thảo và thúc đẩy bộ luật đặc biệt về quyền lợi của nạn nhân bị xâm hại tình dục. Được đề cử giải Nobel Hòa bình. Năm 2014, cô gái gốc Việt đã sáng lập RISE, một tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ những người sống sót sau khi bị tấn công tình dục. Trên thực tế, có rất nhiều nạn nhân bị xâm hại tình dục hoặc bạo hành tình dục luôn sợ bị người khác kỳ thị khi nói lên câu chuyện của mình, nhất là khi họ chia sẻ những đau đớn chưa bao giờ nguôi ngoai. Có lẽ bị cưỡng hiếp không phải là nỗi đau kéo dài vài phút mà là một cái chết từ từ. Quyết định thành lập RISE được nảy ra vào một thời khắc rất đặc biệt, đó là vào ngày 1 tháng 11 năm 2014.
Sở dĩ tôi nhớ chính xác như vậy là vì ngày hôm đó tôi đã hạ quyết tâm chia sẻ câu chuyện của mình trên Facebook và điều đó chưa bao giờ dễ dàng cả. Khi tôi bước vào trung tâm xử lý khủng hoảng tấn công tình dục ở địa phương, nhìn thấy phòng chờ được lấp đầy người, lúc ấy tôi nhận ra không chỉ có mình tôi phải trải qua những chuyện này, Amanda chia sẻ. Với những thành tựu đạt được, Amanda Nguyễn vinh dự là một trong 8 phụ nữ trẻ được vinh danh tại sự kiện John Groomer's Honor lần thứ nhất 2016 của tạp chí thời trang hàng đầu thế giới Marie Claire. Tại buổi lễ trao giải, cô khẳng định, tiếng nói chính là thứ công cụ quyền năng nhất mà chúng ta đang sở hữu. Đó là lý do tôi sử dụng tiếng nói của mình chiến đấu cho điều tôi tin tưởng. Năm 2017, Amanda được tạp chí Forbes xếp vào danh sách 30 người dưới 30 tuổi có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Ngoài ra, cô còn nhận giải Hess danh giá của Mỹ và giải Nelson Mandela cho những đóng góp làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình trong việc đem lại công bằng xã hội, Amanda đã được đề cử cho giải Nobel Hòa bình năm 2019. Không sinh trưởng ở Việt Nam nhưng qua những chia sẻ trên mạng xã hội của một số nạn nhân bị tấn công tình dục đang sống ở Việt Nam, Amanda Nguyễn đã nghiệm ra trong văn hóa Việt Nam, chuyện kỳ thị đối với các nạn nhân bạo lực tình dục là có thật. Tôi muốn các nạn nhân sống sót biết rằng họ không đơn độc, họ được yêu thương, họ không trở nên ít giá trị hơn vì phải trải qua chuyện chấn động như vậy.